Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Ở đây là những cái đôi loa cuối cùng của cái đôi loa Bass 25. Dòng loa sử dụng Bass của Tây Ban Nha, Czech của Italy. Network nha mọi người nhé. Đây vừa lấy em mới về đây đang tháo mặt e căng ra để giặt loa để nói chung là ở cái bề ngoài đấy. Tại vì sao cái thùng màu trắng thì nó nhìn nó nem nhem, nó nối nước, nó hơi bẩn một tí. Chưa có lau chùi nhưng mà bên trong thì nó gần như là mới các bạn, nó gần như là mới này, quá đẹp. Loa này thì quá là hay, với cái mức giá hiện tại đang bán thì nó là cái dòng gọi là ngon bổ rẻ nhất rồi. Chỉ còn có mấy đôi thôi các bác nhé, mấy đôi nữa thì bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với em, 5.800.000 một đôi. Hàng này em bán bao chất bao hay các bác nhé. Đây là những đơn hàng lát nữa sẽ đi trong buổi sáng ngày hôm nay cho các bác. Loa JD em vẫn còn mấy đôi nữa nhé mọi người nhé, đẩy JD em vẫn còn. Đấy, dòng Bass 40 hiện tại sắp tới cũng có về thêm được ít loa 30 nữa thì cũng chưa biết là cái loa gì. Đấy, cũng chưa biết là cái loa gì thì các bác có nhu cầu thì sắp tới thì hàng về cũng giá cũng rất là tốt. Mặc dù cái giá hiện tại trên thị trường bây giờ cái gì người ta bán cũng lên đấy, nhưng mà em bán cho các bác thì vẫn với mức giá gọi là tốt nhất. Cũng có thể là có những mặt hàng em vẫn giảm giá các bác. Còn mấy đôi, 1, 2, 3, 4 đôi, thế là chỉ còn có 3 đôi thôi nhé mọi người nhé. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sa Lộ, Chính Hải Dương. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.